Chào mọi người nhé, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay cho bạn mẫu thảm lông cừu để dệt bên mình cho các bạn xem nhé. Đây mình quay một mẫu to để các bạn hình dung thôi. Nhà mình đang dọn sẵn size 1m6 2m3 nhé. Đây, vật liệu của người là chất liệu lông cừu nhé, chứ là mềm mượt cho các bạn. Này, các bạn nhìn này, đế của nó đế dệt này. Rất chi chắc chắn và không bị nhăn hay là không bị gấp nếp đâu nhé các bạn. Đây, rất chi là bền luôn. Lông mượt, mình có rất nhiều mẫu nhé các bạn. Mình quay mẫu tượng trưng thôi để cho các bạn dễ hàng hình dung ra sản phẩm thôi. Đây mình sẽ quay gần lông cho các bạn xem này. Đấy, rất chi là đẹp và tươi và thấm hút tốt nhé. Mềm êm chân nhé các bạn. Thảm này chắc chắn nhé, không bị gấp nếp đâu nhé các bạn. Thôi mình quay qua một sản phẩm vậy thôi nhé các bạn ơi. Các bạn cần hỗ trợ gì hay nhắn tin gì thì các bạn cứ inbox shop nhé. Tất cả những hình shop chụp đều là hình thật và video thật nhé các bạn. Mình cảm ơn các bạn.